À, bây giờ thì cái đèn của mình ở nhà nó không có hiển thị được chức năng này này. Không thể hiện Dạ, được chức không hiển năng. thị chức năng này thì với thứ hai nữa là nó không có chịu cố định mà nó chạy lung tung. Đại khái là mình đổi tiếng nó sẽ đổi điều theo. Thì Đúng rất rồi. là đơn giản thôi. Thì giờ mình sẽ nhấn vào cái phần menu. Đó. Trong cái menu này sẽ có cái global với phần mình edit. Dạ, performance edit thì mình sẽ go performance edit trước. Performance edit này nó có những gì trong này thì mình nhấn cái con trỏ ngay đây. Enter dưới này, đúng không ạ? Dạ. Ở đây thì mình chỉ cần là nhấn cái chọn cái slit này là nó là pha thăng 3. Đó, đấy, kéo về pha thăng 3 đó, nhấn cái trừ này. Pha thăng 3 tức là ở vị trí này. Đó. Rồi mình nhấn exit ra. Mình nhấn key. Key tức là cái trên port ở trên Yamaha á, ở đây nó gọi là key, thì mình sẽ có là 0 1 2 3 4 5 6 gì đó. Thì mình nhấn là key là 0, model của nó là keyboard nhé. Model của nó là keyboard này, đấy đó. Chứ anh đừng có để son hay là keyboard hay không. Tức là khi mình chuyển key key của cái đàn thôi, còn bài hát thì mình không cần. Rồi nhấn exit ra. Rồi dưới này arranger setting, cái này quan trọng nhất. Cái này quan trọng ở chỗ nào? Ví dụ như anh chọn cái Arranger Setting này á, nghĩa là Pinissimo, Pinit, Pinit tức là Pino á. Nếu mà anh đánh Pino á, thì là bắt buộc cái hợp âm của anh mà đánh đủ tiếng thì nó mới ra này. Ví dụ bây giờ nhìn thoáng màn hình ra, đấy, đánh chưa đủ thì nó không ra này. Nếu mà mình kéo theo cái kiểu mà Intelligent á, một này, nó vẫn ra, một ngón nó vẫn ra là hợp âm đô trưởng, si giáng trưởng này. Có nhiều hợp âm mình học chưa tới, ví dụ như mi giáng trưởng mà mình không biết là bấm đủ ba ngón làm sao thì mình cũng chọn thẳng luôn. Thì bắt buộc mình phải cài là cái chip Intelligent. Dạ. Đấy là cái thao tác quan trọng nhất. Xong rồi mình exit ra và mình kéo nó xuống, mình save SD full. Save để dùng sau ạ. Kéo xuống nhé, nhớ thoát ra nữa rồi. Đó là save SD full. Rồi, nhấn enter cái. Xong nó hỏi yes hay no thì mình yes, kéo con chuột qua bên trái. Không nhấn ok, vậy là mình đã xong được một thao tác, gọi là mình share cái global lại. Rồi tiếp tục là mình một thao tác nữa là mình thao tác share để cho cái phần này nó không chạy lung tung. Thì mình sẽ kéo xuống với là global đây. Nó có performance, performance hall. Đấy, kéo xuống nha. Đấy, khi nào anh về anh có thể cập nhật tên cái YouTube của em để xem lại cái này. Performance hall. Đấy. Tất cả đều on hết. Tất cả đều on hết trừ cái tên này up với tên pack up, vậy thôi, dễ hiểu vậy thôi. Tất cả đều on, mà muốn on thì như thế nào? Ví dụ nó ở vậy thì nhấn cái NINC này là nó cộng này. Đó, xong lại đưa xuống đây, nó lại cộng này, đó, lại cộng này. Đó, cứ cứ làm cho hết vậy. Khi nào mà tới cái tên pack với tên tên thì nó up đi. Up thì mình nhấn về bên này. Còn ví dụ như on bên này đó, up đây. Xong rồi, mình muốn lưu nó lại để khi mà mình tắt cái đàn đi nó vẫn còn thì exit ra và kéo xuống dưới cùng. Khi nào mà đến chạm nút sell global mình giống như hồi nãy mình bấm sell lại và nó hỏi the global trên container là mình nói là tôi muốn lưu lại thì tôi sẽ kéo về bên phải. Yes, ok. Thí dụ bây giờ mình tắt đèn đi. Đó, trở về cái trạng thái là hồi nãy mình đã sẽ đốt xong rồi. Thì giờ có đúng như là em nói là nó sẽ hiển thị cái này sáng lên không? Rồi nó đúng không? Nó sẽ sáng cái này lên. Dạ. Chứ bình thường thì nó không sáng. Thế bây giờ mình muốn lấy điệu thì chỉ nhấn là USB. Hay là cao thì xem được hết. Đó, USB. Đó, mình lấy đó, thường dùng chẳng hạn. Đó. Ví dụ bây giờ em muốn lấy một cái bài techno hoặc là disco gì đó trên Tây Nguyên á thì có những cái disco này rất là sang, người ta hay mấy anh thanh niên trai trẻ hay hay chơi chuyện này. Đó.
là giống mình sử dụng mình nhẹ. Còn nếu tuyệt đối mà hát mà ê cho nhiều quá nó bị bằng thì ê cho một chút xíu nhiều quá nó dạ nó dư này quá. Dạ giống như mình hát ở trên mao tần núi nó cứ giọng cái chế độ nó ứng dụng từ cái đó ra. Chỉ cần như vậy là đẹp rồi. Sau này là cảm giác ba cháu thì nó mới đẹp được, cái âm thanh ra nó mới đẹp được. Ba cháu này nó gọi là canon, rất canon á. Dạ. Còn nếu mà mình cảm giác bình thường như vậy á, thì cũng được nhưng mà nó không có hay. Mono thì nghe nó không phê bằng cái giọng rất canon, rất canon nó ra tuyệt đối luôn. Dạ. Thì cái này nó hỗ trợ cả cái nguồn phantom 16V nữa. Đây này, nếu mà anh mà chơi phantom thì kiểu này. Tức là cái mic của mình có nguồn á. Dạ. Thì thực ra là cái đàn này nó có nhiều chức năng mà anh nghĩ từ 60 triệu nó xuống còn mười mấy triệu thì nó không phải là nó không có giá. Mà tại vì không có ai xài, không có ai xài, không có cái sự phổ thông đó. Giống như xe Toyota ở Việt Nam phổ thông thì anh đi chạy taxi đã, cái thằng chạy taxi nhiều đâu bán được, cái thằng Yamaha đi nhặt công đi nhiều thế đâu có bán được hết đâu đó. Nên là nó có sự phổ thông với không phổ thông thì trong này thực ra rất là hay. Dân Việt Nam mình xài ít nên là giá nó không có, mình cứ đưa vào tay em để nó thành giá hết. Đó là giá trị là mình phải biết xài nó là nó có giá trị, còn không thì người ta đưa về giống một cục gỗ vậy, cục gỗ vậy, bây giờ cứ đánh tủm 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 thì ai chả đánh được. Dạ giống như không biết cài ra rồi đánh. Dạ dạ thì nãy em nói vậy đó, thì anh lưu ý là nhớ những cái thao tác như em hồi nãy nói, nếu như cái này không sáng á thì anh cứ phải mở cái đàn ra. Mở đàn ra xong những cái nốt ví dụ như mill bass hoặc là lower hoặc là đại khái là cái nào mà mình ít xài á thì mình thay qua, cái nó là cái dạng cái cục lấy thôi, mình thay tất cả thì em thậm chí của bấy cái năm bỏ qua cũng được luôn. Nó giống giống nhau, của bấy cái ba nó cũng có kiểu này. Dạ thì nói là cũng đơn giản, thì mình biết rồi thì dễ. Xưa giờ thì không có ai chia sẻ cái này nhiều, khi mà em mà biết thì em ngồi em mày mò cho đến cái trở của này, dòng này cũng vậy. Trở của dòng này thì nó khác với cái con trở mà 12.000 20.000 ở ngoài chợ, thì cái trở nó chất lượng hơn. Đáng là em đưa cho anh xem cái trở của nó là nó làm một cái hãng, một hãng thu âm nổi tiếng, nó sản xuất phần cứng ra nên cái đầu của nó nghe nó phê hơn. Dạ. Còn trên này nó có những cái mà anh muốn lấy nhanh một cái sao để anh đánh, ví dụ anh đánh nhà thờ lấy nhanh tiếng organ đó ra đây đó. Còn mà anh những cái đánh cái nhạc mà nhạc nhẹ thì anh nhấn bino ấy, dưới này có Sutton anh đánh ấy, bê cái nằm giống vậy. Dạ nó thật quá cho nên nó mới đánh không ra, nó không có ra chất nó, nên là nhiều anh em ngại đánh. Dạ. Rồi những cái tiếng điện nó cũng ra giống lắm. Nó có cái tiếng mà FM Dino á, là Dino điện á, trong này nó có cả hàng ngàn tiếng mà, cho nên là vậy anh mà chịu khó khám phá thì anh nghe nó mới hay được, kể cả bếp cái năm vậy. Đó. Những tiếng này tới 20 năm nữa còn chưa lỗi thời. Dạ em khẳng định như vậy luôn, 20 năm nữa thì những cái đàn keyboard mà arranger thì vẫn đưa nó vô đây, và thậm chí mà những cái đàn hàng trăm triệu thì mới có cái tiếng này. Chứ những cái đàn bình thường thì vẫn nghe nhưng mà 1/9, 1/10 chứ không có được hoàn hảo như vậy. Dạ. Còn em khẳng định cái này em dám đưa lên sân khấu em làm, sân khấu lớn làm, hoặc là học trò em vẫn đưa lên sân khấu lớn làm. Thì những vào sau họ nói là cho đơn giản cái này lên sân khấu đó, dạ nhìn nó có cái chất ạ. À, ví dụ quay như này đi lên YouTube rồi về nhà ấy mà mặt dạ. Ta mặt thấy học theo vừa được quay á. Dạ. Dạ. Học tác mà làm. Dạ. Học rất là dễ. Còn nếu mà đây mình hạ xuống thấp để cho mọi người dễ quan sát thấp, nếu cái bài em đánh trên mạng này em để thấp như vậy thì thấy dễ cái bàn tay, còn mà mình muốn thấy một cái tổng thể thì cao lên xa góc xa tí nó gom lại hết. Dạ. Chứ cài đặt mà mới chỉ như vậy nó không nhìn không nhớ được, không nhớ được. Ừ. Chứ về nhiều người thì để máy đó thì nằm ngủ nghe sáng mai dậy làm được. Nói em vậy à, anh ngủ anh nghe em nói sáng mai dậy làm được, anh ngồi coi anh rối quá. Em cứ nói, em nói chậm lại là anh sẽ hiểu, nhiều cái em nói lại hai lần là anh hiểu. Anh nói vậy đó. Ừ. Là em nói chậm lại là em là chỉ vài lần là anh tự anh hiểu. Có cái chỗ này là
Đó, đấy thì đó thì vô thôi, nhấn menu là tự nó có. Dạ, anh về anh làm chỗ nào không được. Nhớ mới nghe cái tiếng rồi. Dạ, dạ. Thì cái vậy thôi, đơn giản thôi. Dạ, nếu mà kể cả những cái bên này nó có những cái echo nữa, anh xài chưa hết là cái chắc chắn luôn. Ví dụ như audio in này, tức là mình cắm iPhone vào để mình lấy nhạc beat được luôn. Đó, mình hát được luôn. Là nó hát ở trên này xong là mình lấy nhạc beat. Ví dụ bây giờ làm thẳng luôn. Cái đấy thì không, dạ. Học tới chứ, phải học tới, phải học tới. Vậy mình đã cắt công xuống đây là mình phải biết. Đó là mình biết được thêm cái gì hay cái đó nhỉ. Là mình biết để sau này mình còn làm những cái khác nữa. Không phải là mình nhân thua gì mà đây là đam mê. Em muốn là dụng như thực ra là truyền lửa đam mê cho anh em. Ở những anh em mà lo kiếm tiền nó khác. Còn mình ngoài cái kiếm tiền mình được cái thú vui của âm nhạc nữa. Đấy, anh chỉ có lên trên chỉ chơi giải trí bản thân mình thôi. Đấy. Không có đem đi đánh show được, tại làm có trình độ đánh show. Mình đâu có cần đánh show, đây là mình chơi mà. Đấy là đúng cái chất chơi luôn mà. Còn nãy giờ đánh show thì ai cũng có thể đánh được rồi, chứ mình đã chờ lấy được mình nữa. Là bây giờ ví dụ em lấy một cái bài hát ở trên YouTube về, em cắm vô cái đàn nó vẫn hát ra đây bình thường. Là mình thao âm lại được. Ví dụ như chuyện tình không dí ván của Quang Lê đây chẳng hạn ha. Em lấy karaoke, em vẫn có lời trên này. Rồi bắt đầu em nhấn là audio in đây và nhấn record. Dạ, record đây ạ. Rồi em nhấn record đây, hát bình thường. Đáng em cho anh thấy cái lợi hại của nó. Bắt đầu. Đấy là mình không có đánh. Rồi bắt đầu mình lấy, vẫn thấy được lời luôn.